Xin kính chào toàn thể bà con. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020. Dạ vâng, đây là xưởng sản xuất lồng đựng gà vịt Hồng Phúc. Chúng tôi hôm nay đang xuất đi 200 lồng đựng gà loại lắp mở nhỏ, trọng lượng 4,7 kg. Và đây ạ, đây là lắp mở nhỏ đấy ạ. Kích thước 20 x 25 ạ. Cho một khách tại Sơn Tây Hà Nội ạ. Dạ vâng. 200 lồng đã được chuẩn bị sẵn ạ. Giờ là để vận chuyển đi Sơn Tây Hà Nội ạ. Đây là xưởng sản xuất Hồng Phúc nhé. Địa chỉ có tại Hiệu Chân, Tân Hưng, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Chúng tôi thì chuyên sản xuất các loại lồng đựng gà vịt, lồng bắt gà, các loại sàn nhựa chăn nuôi nhé, đầy đủ các thiết bị. Dạ vâng. Ở trong kho thì lúc nào cũng có khoảng tầm, hiện tại còn khoảng tầm 5.000 bộ. 5.000 bộ, toàn bộ chưa được lắp ráp nhé. Trong quá trình để trong kho nó sẽ gọn gàng hơn. Dạ vâng. Bà con ai có nhu cầu về lồng đựng gà vịt thì cứ liên hệ trực tiếp đến xưởng sản xuất Hồng Phúc ạ. Đây xin giới thiệu bà con, đây là kích thước của lắp mở to. Và này là hàng mới nhất của chúng tôi nhé. Khuôn chúng tôi mới làm này. Kích thước là 22 x 28 này. Tiện lợi bắt các loại gà vịt từ 3 cân 3 cân rưỡi nhé. 3 cân 3 cân rưỡi rất phù hợp ạ. Vâng. Đây, lồng trắng, lồng vàng, lồng xanh đầy đủ ạ. Vâng, đây là lồng cao 31 màu trắng. Bà con ai có nhu cầu về lồng đựng gà, lồng bắt gà vịt thì cứ đến xưởng sản xuất tổng kho thiết bị Hồng Phúc ạ. Có tại địa chỉ Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội. Vâng. Xin cảm ơn bà con nhé.